Dạ sư, làm sao thoát khỏi trầm cảm bệnh tâm thần? Người ta có câu á, là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và mình nó giống như cái bệnh ung thư khi mà mình phát hiện sớm, khi mà nó tiền ung thư hoặc là ung thư giai đoạn 1 thì cứu được. Nhưng mà ung thư giai đoạn cuối rồi đó là bác sĩ bó tay. Thì đó là ung thư về thân thể, còn ung thư của tâm hồn. Sử dụng cái từ là trầm cảm tâm thần này là nó ung thư của tâm hồn. Tại sao? Nó ăn vô trong đó. Thì nếu như trong giai đoạn mà mới mới phát, hoặc là khi mình áp lực trong công việc, nó có một số tiêu chí này, quý vị tự trả lời cho mình đó. Thứ nhất, thời gian gần đây quý vị ngủ có ngon không? Mấy giờ mình đi ngủ, mình ngủ có ngon không? Cái thứ hai, mình có hay bị mất tập trung không? Cái thứ ba là mình có mơ ước về một đời sống tốt đẹp hơn không? Hoặc không vừa lòng với cái hoàn cảnh hiện tại và mơ ước về một đời sống tốt đẹp hơn không? Rồi cái thứ tư là mình có hay bất mãn về vấn đề nào đó hay không? Rồi đương nhiên là còn có những cái nó nặng hơn nữa, ví dụ như mình có suy nghĩ tự làm hại bản thân hoặc làm hại người khác hay không? Thì nếu như mình có những cái biểu hiện đó thì đương nhiên là cái vấn đề tinh thần của mình là nó đã có vấn đề rồi. Thì lo như vậy đi, lo giải quyết liền. Chứ còn chờ tới mức mà bác sĩ kê toa trầm cảm hoặc thậm chí là tâm thần thì sư e là nó hơi muộn rồi đấy. E là hơi muộn rồi đấy. Mà tới đó thì nếu mà muộn thì giống như là ung thư mà thời kỳ 3, thời kỳ 4 thì sư e là cứu không nổi. Rồi. Chúng qua câu hỏi tiếp theo.